các bạn, ở này chúng ta đi tìm hiểu cái cách mà tạo một cái AMI ở trên AWS như thế nào hay còn gọi là Amazon Machine Image những cái file ảnh đấy. thì các bạn đã biết là tạo một EC2 instance này các bạn sẽ phải chọn cái AMI đầu tiên là giống như là Amazon Linux 2 chẳng hạn. thì AMI này có thể từ Amazon họ đưa ra hoặc là từ các community. các bạn đã biết thì các bạn cũng có thể hoàn toàn tạo cái bản AMI riêng cho các bạn bao gồm các hệ điều hành này, cái software, các phần mềm các bạn có sẵn như đấy. thì cái cách tạo như này chúng ta sẽ cùng xem nha. Đầu tiên các bạn phải có một EC2 Instance, các bạn ở trạng thái running như thế này. Các bạn chọn action, chọn image and template, chọn gray AMI hay là image thì uh, các bạn sẽ yêu cầu đặt tên, ví dụ như ở đây là AMI uh, cái bên đặt là AMI demo đi. Thì ở đây cái này gọi là plan AMI chọn reboot là không có chất uh, cái size ở đây là 8 g này delete on termination này. AMI này tại vì nó bản chất nó sẽ phân đồn cả phần root là cả phần dữ liệu các bạn có nếu nếu thích có thể có. Các bạn uh, chọn delete on termination cái nếu mà con EC2 tạo bởi cái AMI này mà xóa đó, thì cái phân vùng này sẽ bị xóa luôn. Các bạn có thể tạo thêm nhiều phân vùng nữa chẳng hạn các bạn có thể tạo thêm các instance store hay là các EBS nữa chẳng hạn bây giờ mình sẽ tạo một cái uh, B bi hay là ổ này nó chỉ mình giả sử mình chọn nó là giả sử là 2 ghi đi chẳng hạn general purpose mình sẽ chọn là cái Uh, hiện tại là mình sẽ chọn là gp cho đơn giản có delete on termination hay không chọn enable chọn encrypted hay không giả sử chọn có encrypted luôn nhưng mà có thể chọn cái option này thì uh, cái này M1 này khi mà được khởi tạo lên sẽ có hai cái phân vùng này một cái 8 gb một cái 2g mình sẽ chọn create đó. thì bây giờ chúng ta sẽ mất một thời gian nào đó chúng ta sẽ uh, chạy cái AMI này thì lưu ý là cái AMI này nó sẽ được bắt cấp là gọi như point in time nghĩa là tại thời điểm chúng ta sẽ lựa chọn cái việc bắt cấp này ha thì trong thời gian này từ giờ trở về sau trả sử chúng ta thay đổi những instant nào đó thì nó sẽ không có phản ánh những cái AMI này AMI nó chỉ sẽ nó sẽ ghi nhận cái thời điểm đó chúng ta thực hiện thì quay lại đây thì chúng ta sẽ có cái volume ở đây chúng ta thấy là hiện tại cái volume này là trên cái con EC2 chúng ta đang chạy này là có có cái có cái volume này là cái của cái con instant này ở đây chúng ta đang chạy ở đây thì các bạn sẽ chờ một lúc để khi cái em này xong thì mình sẽ kết bắt lại các bạn nhé. hello các bạn mình chờ khoảng đâu đó khoảng 3 phút thì cái em của mình đã được uh, tạo xong thì việc này có thể lâu hay chậm nó có thể do có thể do cái kích thước của em của bạn càng lớn giả sử như là có thể nhiều tk3 có thể nó sẽ mất nhiều thời gian hơn chẳng hạn thì việc tạo email này xong thì các bạn thêm xem một số thông tin này dụ id này trạng thái là private này status available bắt đầu cho sử dụng này à, thời gian tạo này cái này là cái cái root à, device type là cái ebs thì chúng ta xem một số thông tin khác ví dụ instant chúng ta thì vẫn là cái instant chúng ta ở đây thôi có phần volume ở đây này cái volume bên này là chính là cái à, EBS cho cái EC2 của chúng ta là chính cái con máy máy thật của chúng ta đây nè cái máy chúng ta tạo trong instance trong cái bản snapshot này á các bạn sẽ thấy này, ở đây chúng ta Kevin có tạo hai cái bản snapshot là snapshot này là dựa trên cái ami mà Kevin đã tạo ví dụ đây là đây là có hai cái bản snapshot ở đây thì Kevin có thể thể thấy các bạn thấy ở đây là những cái ami chúng ta ở đây là cái này là 8 g đúng không ạ? Thì bây giờ là mình đã tạo cái EMA này thành công rồi. Thì cảm ơn các bạn thì trong bài tờ chúng ta sẽ tìm hiểu những cái cách thao tác trên cái EMA này như thế nào nữa. Cảm ơn các bạn.